Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, Quyển 32, Phẩm 10, Thiền Định Ba La Mật Đa Phần 2. Lại nữa này Xá Lợi Tử, cho Phật Thế Tôn nói hạnh, nhậm trì thuở xưa, là do căn lành lắng nghe đời nay. Đối với thời phi thời đạt được lời nói ấy, hoặc trong chúng hội, hoặc khi nói pháp, hoặc nói phi thời, đã có thể phân biệt hiểu rõ hạnh ấy. Khi đã nghe rồi, lại có thể chịu nói. Khi nói pháp, hoặc trong chúng hội, hoặc một bí xô, vì học nói pháp như thật ký biệt, không nên nói pháp đối với những người gây tổn hại, lại cũng không như thật ký biệt, phải nên lựa chọn người ấy xem thử có tương ưng với nghĩa lý không, rồi mới dùng phương tiện khéo léo nhiếp thọ họ. Vì họ mà nói pháp với từ tâm thanh tịnh trong sạch, hoặc đối với sắc tướng các thứ tiếng quyết định lắng nghe xin hoan hỷ. Như sắc tướng các tiếng kia, vì khiến lắng nghe quyết định hoan hỷ, là nếu ở trong chúng nói pháp, dùng thiên nhĩ thức gia trì tiếng ấy khiến cho các hữu tình đều hiểu rõ. Nhưng các hữu tình nghe pháp này rồi, hoặc có người hiểu, hoặc có người chưa hiểu, tất cả đều được pháp giới thanh tịnh. Nhĩ giới trí giới cũng được thanh tịnh. Nhĩ giới của ta thanh tịnh, hữu tình cũng được thanh tịnh. Đối với nhĩ giới ấy khéo được xuất ly. Như trên đã nói, văn tự, nghĩa lý và ngôn từ khéo léo vi diệu của các hữu tình, khiến năm niệu hữu tình nghe tiếng nói pháp thảy đều giác ngộ, là có thể đối với nhĩ giới này được thành tựu thiên nhĩ của Như Lai. Thiên nhĩ ấy không có tạp loạn, đây gọi là đại Bồ Tát được thiên nhĩ thông, viên mãn nghiệp trí nghiệp. Lại nữa này Xá Lợi Tử, sao gọi là đại Bồ Tát được tha tâm trí thông và chánh hạnh trí nghiệp viên mãn? Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát có thể biết rõ được tâm biên tế tuệ xưa của các loài hữu tình khắp cả mười phương, tất cả thế giới, và cũng biết rõ tâm hiện tại của các hữu tình ấy. Lại nữa, tâm trí của hữu tình trong quá khứ, nhân thô, nhân tế, các thứ trí tâm cũng đều biết rõ, hoặc hữu tình này tâm nhân tối thượng, hoặc hữu tình này tâm nhân vừa, hoặc hữu tình này tâm nhân thấp kém. Lại nữa, hữu tình này căn tánh tương ưng với bố thí, hữu tình này căn tánh tương ưng với tịnh giới, hữu tình này căn tánh tương ưng với nhẫn nhục, hữu tình này căn tánh tương ưng với tinh tấn, hữu tình này căn tánh tương ưng với thiền định, hữu tình này căn tánh tương ưng với tuệ thù tánh. Các tánh của hữu tình này lấy đại từ làm nhân, căn tánh của hữu tình này lấy đại bi làm nhân, căn tánh của hữu tình này lấy đại hỷ làm nhân, căn tánh của hữu tình này lấy đại xả làm nhân, căn tánh của hữu tình này lấy đại thừa làm nhân, căn tánh của hữu tình này lấy chuyên giác làm nhân, căn tánh của hữu tình này lấy thanh văn làm nhân. Lại nữa, hữu tình này thành thục đầy đủ các sức thiện nhân. Lại các hữu tình này thành tựu đầy đủ các sức thiện chuyên. Nếu hữu tình không thành tựu sức thiện nhân chuyên thì sẽ tương ứng với trí, với sức nhân chuyên đó sinh vào dòng họ thấp kém. Nếu hữu tình thành tựu đầy đủ sức thiện nhân chuyên thì sẽ tương ứng với sức nhân duyên ấy, nên được sinh vào dòng họ giàu sang cao quý. Hoặc có hữu tình trong ý thanh tịnh, nhưng việc làm không thanh tịnh, hoặc có hữu tình việc làm thanh tịnh nhưng trong ý không thanh tịnh, hoặc có hữu tình việc làm thanh tịnh ý cũng thanh tịnh, hoặc có hữu tình ý không thanh tịnh việc làm cũng không thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, đây là căn nhân tâm trí sở hành thổ xưa của các hữu tình tương ứng với trí thuyết pháp của ta, đây gọi là đại Bồ Tát tha tâm trí lực. Lại nữa, nhập giải tha tâm trí lực, nếu hữu tình này nhân hành bố thí thì đời vị lai được quả bố thí, hữu tình này nhân hành trí tịnh giới thì đời vị lai được quả tịnh giới, nếu hữu tình nhân thực hành nhẫn nhục thì đời vị lai được quả nhẫn nhục, nếu hữu tình thực hành tinh tấn thì đời vị lai được quả tinh tấn, nếu hữu tình nhân hành thiền định thì đời vị lai được quả thiền định, nếu hữu tình nhân thực hành tuệ thù thắng thì đời vị lai được quả tuệ thù thắng. Nếu hữu tình thực hành nhân đại thừa thì đời vị lai được quả đại thừa, nếu hữu tình thực hành nhân chuyên giác thì đời vị lai được quả chuyên giác, nếu hữu tình thực hành nhân thanh văn thì đời vị lai được quả thanh văn, nếu hữu tình sống với nếp sống thế gian thì vị lai chịu quả thế gian. Này Xá Lợi Tử, hoặc là nhân duyên này, hoặc là nhân duyên kia, đến đời vị lai các hữu tình này, được căn tánh ấy, tất cả đều biết như thật. Đối với hữu tình ấy, có khả năng thành tục không sinh nhàm chán mệt mỏi.
cho đến vận dụng trí để biết rõ tâm căn bản này nếu là pháp khí chân chánh thì nói chánh pháp đối với lời thuyết pháp sẽ được những gì, vì khiến không cho khởi lên các pháp khác, các nghiệp khác. Nếu các hữu tình trong đời hiện tại đối với các pháp rộng thực hành tầm từ, đối với những hành động tạo tác như thế, Bồ Tát đều biết rõ như thật. Nếu các hữu tình có tâm tham trước, Bồ Tát liền biết được tâm thức tham ấy một cách như thật. Nếu hữu tình ấy lìa tâm tham, Bồ Tát cũng biết lìa tâm tham một cách như thật. Nếu hữu tình ấy đắm trước tâm sân, Bồ Tát biết hữu tình ấy đắm trước tâm sân một cách như thật. Nếu hữu tình ấy lìa tâm sân, Bồ Tát cũng biết hữu tình ấy lìa tâm sân một cách như thật. Nếu hữu tình ấy đắm trước tâm si, Bồ Tát biết rõ hữu tình ấy đắm trước tâm si một cách như thật. Nếu hữu tình ấy lìa tâm si, Bồ Tát cũng biết hữu tình ấy lìa tâm si một cách như thật. Hoặc đây hoặc kia, hữu tình tâm tạp nhiễm và chướng ngại, tất cả Bồ Tát đều có thể biết rõ như thật. Biết như thật rồi là vì nói pháp, muốn khiến tất cả hữu tình lìa mọi phiền não. Nếu Bồ Tát đến trong chúng hội quan sát như vậy, tất cả chúng hội hoặc đây hoặc kia quan sát khắp tất cả hữu tình rồi, liền vì nói pháp. Này Xá Lợi Tử, đời này đời sau và căn tánh trí của các hữu tình này, tất cả Bồ Tát đều biết rõ như thật, tuy không dụng như vậy, nhưng tự tâm của Đại Bồ Tát không có nắm trước, và tha tâm cũng không chỗ trụ. Vì sao? Vì trí của Đại Bồ Tát này biết rõ cho nên tâm không chỗ trụ, do ý nghĩ biết rõ nên tâm không chỗ trụ, do tuệ biết rõ cho nên tâm không chỗ trụ, do thú hướng biết rõ cho nên tâm không chỗ trụ, do tuệ thù tán hiểu rõ cho nên tâm không chỗ trụ, do giác ngộ biết rõ cho nên tâm không chỗ trụ, cho đoạn trừ các tập khí và các tùy miên sinh phiền não, lìa cấu khoen không có các lỗi lầm, đối với các pháp phân biệt rõ ràng, đối với tất cả hữu tình tâm hạnh sai khác, có khả năng hiểu biết sâu xa nên tâm không chỗ trụ. Này Xá Lợi Tử, đối với hành tướng như vậy, Bồ Tát hiểu rõ tâm trí hữu tình, cho nên gọi là Đại Bồ Tát được tha tâm thông trí, nghiệp viên mãn. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là Đại Bồ Tát túc trụ niệm thông và chánh hạnh trí nghiệp viên mãn? Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát đối với tất cả hữu tình trong mười phương thế giới, đầy đủ vô lượng thứ túc trụ niệm thông, hoặc một ngày, hai ngày, ba, bốn, năm ngày, hoặc mười ngày, 20 cho đến 50 ngày, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô lượng trăm ngàn đời, cho đến trăm kiếp thành hoại, ngàn kiếp thành hoại, trăm ngàn kiếp thành hoại, vô lượng trăm ngàn kiếp thành hoại. Tổ xưa các loại hữu tình này có danh từ như vậy, có chủng tộc như vậy, có tên họ như vậy, sắc tướng như vậy, tình trạng như vậy, chỗ ở như vậy, ăn uống như vậy, sống lâu như vậy, khổ vui như vậy, sống chết như vậy và tuổi thọ như vậy, chết kia sinh đây. Tất cả Bồ Tát đều biết rõ, lại biết tự thân và các hữu tình, túc trụ niệm này không phải chỉ có một thứ. Đời trước của tự thân và đời trước của Bồ Đắc Già La người khác, túc trụ niệm này không phải chỉ một thứ, lại là nhân thiện căn niệm lực đời trước của chúng của chính mình. Và nhân thiện căn niệm lực đời trước của người khác, thiện căn của chính mình thành tục Bồ Đề, khiến hữu tình khác nhớ nghĩ thiện căn ấy mà phát tâm Bồ Đề. Là do nhân khổ vui đời trước đều tùy thuận vô thường khổ vô ngã. Nó đã tùy thuận vô thường khổ vô ngã, tức là không thích sắc tướng, không thích thọ dụng, không thích quyến thuộc, không thích giàu có, không thích làm chuyển luân thánh vương, không thích làm chúa trời đế thích, không thích làm đại phạm thiên vương, không thích làm hộ thế thiên vương. Tất cả chỗ sinh ra, vương vị tự tại và các dục lạc đều không ham thích. Bồ Tát suy nghĩ đúng đắn như vậy, chỗ này không thành tục được hữu tình, là chịu luân hồi, tùy thuận vô thường, khổ, vô ngã, chủ tập nghiệp phiền não, thuở xưa. Bồ Tát nghĩ thế rồi, liền sinh nhàm chán, hối cải, xa lìa, và các nghiệp thiện, bất thiện, hiện tại cho đến mạng căn đều nhàm chán, không dám làm. Nhờ thiện căn thuở xưa khiến thành tục rộng lớn, chánh đẳng, chánh giác, lại còn có khả năng tích tập thiện căn trong hiện tại, trừ diệt tất cả cảnh giới hiểm nạn, thành tục chủng tử Phật, pháp tăng liên tục không gián đoạn, thành tục nhất thiết trí, trí chánh niệm liên lực, đem chánh niệm này gia trì chính mình,
gia trì pháp giới, Bồ Tát do không khuynh động cho nên không bị quấy nhiễu, thân thuộc định nghiệp cũng không nhiễu loạn não hại, dùng Samatha để tự gia trì tâm không mê loạn, áp dụng Tibhassana để giúp thọ, do trí hiện lượng cho nên không khiếp sợ, do nhớ nghĩ chân chánh cho nên không quên mất, hưởng mọi khoái lạc tích tập các hạnh giác ngộ không nhờ sự hướng dẫn của người khác, do tích tập hạnh cho nên hướng đến bờ giác. Tất cả đều có khả năng đạt đến hạnh tích tập do duyên lực chánh niệm, cho nên không quên mất pháp trong quá khứ hiện tại. Đây gọi là Đại Bồ Tát túc trụ niệm thông trí nghiệp viên mãn. Lại nữa này Xá Lợi Tử, sao gọi là Đại Bồ Tát đối với thần cảnh thông và chánh hạnh trí nghiệp viên mãn? Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này đoạn trừ các hành, có thể tu tập đầy đủ dục thần túc định, đoạn trừ các hành tu tập đầy đủ cần dũng thần túc định, đoạn trừ các hành tu tập đầy đủ tâm thần túc định, đoạn trừ các hành tu tập đầy đủ quán thần túc định. Bồ Tát tâm ham muốn siêng năng quán sát nhiếp thọ các pháp, có thể tu tập thành tựu xuất ly. Lại hay tu tập mỗi mỗi bốn thần túc này liền được thần cảnh thông trong hiện tiền và được thọ dụng. Bồ Tát dùng vô lượng thứ thần thông biến hóa ấy, thường luôn quán sát tất cả hữu tình. Mỗi một thần biến đều có thể điều phục tất cả hữu tình. Thần biến này hay hiện hiện tất cả, hoặc thân, hoặc lực, hoặc gia trì. Mỗi một thân tướng như vậy đều có thể điều phục các loài hữu tình. Mỗi một thân tướng như vậy đều có thể hiện hiện, hoặc là thân tướng Phật, hoặc thân tướng duyên giác, hoặc thân tướng thanh văn, hoặc thân tướng trời đế thích, hoặc thân tướng đại phạm vương, hoặc thân tướng trời hộ thế, hoặc thân tướng chuyển luân vương. Lại nữa, mỗi mỗi thân tướng hiện ra đó đều có thể điều phục tất cả hữu tình và thương xót các loài bản sinh. Lại thân tướng được hiện ra đó và nói chánh pháp cho các loài hữu tình, lại còn có thể hiện thế học như vậy để điều phục sân duế cực trọng của tất cả hữu tình. Đó gọi là đại tráng sĩ lực, bốn phần đã lấy duyên lực cho đến các lực như vậy. Chỉ dùng hai ngón tay dở hỏng núi Tu Di cao đến 60.000 du thiện na, rồi lại đếm qua núi khác cách xa 84.000 du thiện na, ví như cầm một trái amala, từ phương này đếm qua thế giới phương khác, nhân sức thần cảnh thông của Đại Bồ Tát hoàn toàn không bị lay động. Bồ Tát lại có khả năng đem tam thiên đại thiên thế giới rộng lớn như vậy, dưới thời tận mé nước, trên thời lên đến trời sắc cứu cánh, trong khoảng đó đặt hữu tình trong lòng bàn tay, trải qua số kiếp, tất cả những con đường đi qua, thể đều hiện hiện. Đại Bồ Tát vì các loài hữu tình mạng quá mạng, sân hận cực trọng, dùng sức thành tựu điều phục tất cả hữu tình mạng quá mạng, sân hận cực trọng đó, sau khi điều phục, rồi lại vì họ vì nói pháp. Lại nương theo thần túc đó được trí gia trì. Từ trí gia trì là được các pháp như vậy, là dùng gia trì hóa hiện cả thành dấu chân bò. Từ dấu chân bò hóa thành biển cả, là dùng sức gia trì biến đống lửa thành hồ nước, hóa hồ nước thành đống lửa. Nói tóm lại đối với pháp thượng trung hạ, nhờ tất cả sự gia trì lẫn nhau cho nên đạt được thành tựu mọi sở hữu ở thế gian như vậy. Tất cả các hàng trời người, ma phạm, sa môn, bà la môn đều không có khả năng làm chấn động, thay đổi và có thể ẩn hiện. Lại nữa, pháp gia trì này không có ở thế gian, duy chỉ Đức Phật Thế Tôn mới có, là dùng nguyện lực gia trì khéo léo về các loài hữu tình, mạng quá mạng, sân giận cực trọng và nói pháp vi diệu, khiến tất cả đều được hoan hỷ. Lại nữa, người tu tập thần túc đó, đối với cảnh giới ma, quyến thuộc thiên ma và các phiền não đều không bị đoạn diệt. Siêu việt tự tại trong cảnh giới Phật là còn có khả năng hiểu rõ cảnh giới ấy, đối với hữu tình không có tổn hại phần nhỏ nào, luôn luôn tương ưng tùy thuận tất cả thiện căn, đó gọi là Đại Bồ Tát viên mãn trí nghiệp thần cảnh thông. Này Xá Lợi Tử, sao gọi là Đại Bồ Tát thần thông? Lại còn gọi là trí, vì thiên nhãn quan sát sắc tướng một cách chân thật, một cách chân chánh, cho nên gọi là thần thông, pháp trí huyễn hóa, không tác chánh hạnh, cho nên gọi là trí. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu đối với tất cả hữu tình thật có nghe, thì gọi đó là thần thông. Đối với lỗi lầm đời trước đều không thể được gọi đó là trí. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu biết rõ tất cả tâm hạnh thì gọi là thần thông. Đối với tâm diệt trí, không diệt chánh hạnh thì gọi là trí. Lại nữa này Xá Lợi Tử, đối với đời trước niệm ấy không ngại thì gọi là thần thông. Nếu đối với trí ba đời đều không ngại thì gọi là trí.
Lại nữa này, Xá Lợi Tử, đối với tất cả quốc độ tùy ý mà đến thì gọi là thần thông. Đối với quốc độ hư không ngại thì gọi là trí. Này Xá Lợi Tử, lập pháp phần vị thì gọi là thần thông, quán sát pháp thì gọi là trí. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, đối với các thế gian, khéo léo hướng dẫn hóa độ thì gọi là thần thông. Đối với các thế gian, đều không bị trói buộc đấm trước thì gọi là trí. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, vượt qua tất cả cõi trời đế tích, phạm thiên hộ thế thì gọi là thần thông, vượt qua tất cả thanh văn duyên giác thì gọi là trí. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, những điều đã nói ở trên thì gọi là viên mãn thần thông trí nghiệp. Này Xá Lợi Tử, tất cả phiền não tán loạn đã Bồ Tát định phần tâm hạnh và trí gia trì, cho đến tâm nhiệm tán loạn của tất cả hữu tình và hạnh định phần của Đại Bồ Tát nên biết tích tập. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tích tập khắp nơi mà được an trụ, đây gọi là Tamahida. Lại nữa, tất cả hữu tình này gọi là Tamahida, tâm thường bình đẳng gọi là Tamahida, ý thường bình đẳng gọi là Tamahida, thiền sẽ bình đẳng gọi là Tamahida, trong ý hết sức bình đẳng gọi là Tamahida, bố thí bình đẳng gọi là Tamahida, trí giới bình đẳng gọi là Tamahida, giáo dục bình đẳng gọi là Tamahida, tinh tấn bình đẳng gọi là Tamahida, thiền định bình đẳng gọi là Tamahida, tuệ thù thắng bình đẳng gọi là Tamahida, tất cả pháp ấy bình đẳng gọi là Tamahida. Nếu đối với tất cả pháp bình đẳng thì tất cả hữu tình bình đẳng và tất cả bồ đề bình đẳng. Hiểu rõ tất cả như vậy thì gọi là Tama Bát Na. Lại nữa, nếu hiểu rõ tất cả các pháp như hư không thì gọi là Tama Bát Na. Nếu hiểu rõ tất cả bình đẳng, không tướng, không nguyện, không hạnh tích tập thì gọi là Tama Bát Na. Lại nếu hiểu rõ tất cả âm thanh các pháp thì gọi là Tama Bát Na. Lại đối với tất cả chỗ nhiều ít hoặc không nhiều ít, tâm đều bình đẳng như đất, tâm bình đẳng như nước, tâm bình đẳng như lửa, tâm bình đẳng như gió, tâm bình đẳng như hư không, cao thì lìa trạo cử, thấp thì không hôn trầm, khéo léo an trụ tất cả đạo hạnh không lay động thì gọi là Tamahida, không phân biệt đạo hạnh của chính mình thì gọi là Tamabhadana. Tuy ngôn từ phong phú, nhưng miệng không có lỗi lầm, không cao không thấp cũng không động loạn, tương ương tùy thuận, thành tựu tất cả pháp nghĩa thế gian, không bị nhiễm trước tất cả phiền não, xa lìa cảnh giới tầm tự ồn ào, pháp hạnh như vậy gọi là Tamahida. Lại đối với tất cả thế gian, mọi nghề nghiệp khéo léo đều có thể hiển hiện, đối với sự tương ái cũng không xả bỏ. Đại Bồ Tát đối với thiền định Ba La Mật Đa hiểu rõ bình đẳng, nhưng lại phát sinh trí tuệ phương tiện, không bị tâm đại bi duyên trói buộc, quan sát hữu tình, hiểu rõ bình đẳng, phương tiện vắng lặng, thật hết sức vắng lặng. Đó gọi là trí tuệ, khiến trí tuệ Phật không hiện ra trước, đó gọi là phương tiện. Nếu hiểu rõ các pháp bình đẳng không bị trói buộc thì gọi là trí tuệ, không chấp thủ tất cả các pháp thì gọi là phương tiện. Đối với pháp giới, không tính toán suy nghĩ thì gọi là trí tuệ. Nếu hiểu rõ thân Phật bình đẳng, không sinh hiện tiền tác chứng thì gọi là phương tiện. Đối với pháp thân, niệm không chủ trụ thì gọi là trí tuệ. Nếu hiểu rõ tiếng của Phật một cách bình đẳng, lãnh ngộ phạm âm vi diệu đầy đủ thì gọi là phương tiện. Suy nghĩ pháp không thể nói thì gọi là trí tuệ. Đối với tâm kim cang, hiểu rõ bình đẳng, có khả năng an trụ tối thắng thì gọi là phương tiện. Đối với chánh niệm, niệm không tán loạn thì gọi là trí tuệ. Đối với nguyện thuở xưa, hiểu rõ bình đẳng, là có khả năng thành tục hữu tình, an trụ tối thắng thì gọi là phương tiện. Đối với tất cả hữu tình, niệm ngã không thật thì gọi là trí tuệ. Niệm thiện căn ấy, chứng không sợ chứng, đó là phương tiện. Niệm không căn ấy và không chấp trước, đó là trí tuệ. Đối với cõi Phật hiểu rõ bình đẳng, khiến thanh tịnh hiện tiền, đó gọi là phương tiện. Niệm cõi ấy như hư không, đó là trí tuệ. Là niệm Bồ Đề Đạo Tràng hiểu rõ bình đẳng, khiến hiện tiền trang nghiêm, đó là phương tiện. Là niệm chấm dứt hoặc các pháp nhiễm, đó là trí tuệ. Nếu đối với chuyện pháp luân, hiểu rõ bình đẳng, có khả năng ứng với cơ duyên, đó là phương tiện. Lại chuyện ấy không chuyển, đó là trí tuệ, cho đến hành Bồ Đề phần hiểu rõ bình đẳng, có thể xả ly hiện tiền, đó là phương tiện. Cho đến niệm ấy đối với tất cả pháp không có tương ưng và các tùy hoặc, vì trí tuệ thiền định diệu lạc của Như Lai không có nhiệt não, đối với tướng, không tướng, tất cả phan chuyên, hàng phục tại đều hiểu rõ, tất cả đại Bồ Tát định, phi định vị, do khéo xuất ly tương ương như vậy, đó là trí tuệ.
Các đại Bồ Tát đạt được thành định vô tận Ba La Mật Đa, các việt ma không thể tiện lợi, khéo léo an trụ trong pháp khí chư Phật. Nay Xá Lợi Tử, như vậy là ta đã nói trí tuệ phương tiện, đại Bồ Tát đối với thiền định Ba La Mật Đa có thể xuất ly. Số 316, Phật Thích Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển 33. Phẩm 10, thiền định Ba La Mật Đa phần 3. Lại nữa này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát được thần thông không thoái chuyển, hoặc dùng ý tưởng, hoặc dùng sự nghiệp đều là việc làm thần thông vô ý. Dù ở nơi nào cũng được an trụ hiện các việc làm ấy đều là thần thông trí lực tối thắng nhất thế gian. Đối với các việc làm, tuy đầy đủ các tướng khéo léo lựa chọn, nhưng lại hiện chứng pháp đệ nhất thế gian và xuất thế gian. Thần thông của Bồ Tát thị hiện tướng vô tận, cũng như hư không bao trùm khắp tất cả. Thần thông của Bồ Tát hiện tất cả tướng sắc vô sắc, là có thể tùy thuận nhập vào tất cả tiếng, nhưng lại bình đẳng đối với tiếng trước. Thần thông Bồ Tát quan sát tâm hạnh của tất cả hữu tình, đối với thể tánh của hữu tình ấy tùy duyên hiển hiện, đối với các kiếp, tùy theo sự suy nghĩ ấy, tiền tế hậu tế không gián đoạn tất cả, chỉ hiện thần cảnh biến hóa, quyết định hiện tiền không có hành tướng riêng khác. Xuất thần thông Bồ Tát đạt trí lậu tận quán thời, phần rồi, nhưng không xem việc thù thắng hơn các pháp lựa chọn thế gian. Tất cả thanh văn chuyên giác khó có thể đo lường, thần thông Bồ Tát nghĩ ấy sâu xa phá tan bọn ma, chế phục ngoại đạo. Đối với Bồ Đề Tràng có khả năng tổng trì tất cả pháp Phật, ý chí cầu chánh giác, tùy theo từng chủng loại chuyển bánh xe chánh pháp, khéo léo điều phục tất cả hữu tình, đến vị quán đảnh được pháp tự tại. Nay Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát thần thông không thoái chuyển, sự nghiệp làm ra đều không ngã mạn, tâm ấy thanh tịnh, khéo léo điều phục chân chánh, sáng suốt tự tại, lìa các nhiễm dục và tùy phiền não, thành tựu tất cả nghiệp thiện, thiện nghiệp vi diệu tịch tịnh. Đối với thiền định giải thoát tam a địa, tam a bát đệ, khởi suy nghĩ chân chánh không bị trói buộc bởi dòng sinh tử. Vì sao? Vì đã giải thoát mọi sinh nghiệp phiền não trói buộc điên đảo chấp trước. Thế nên không bị sinh tử trói buộc mà lại không phá hoại đại thừa chứng thành tất cả pháp Phật. Nhưng pháp Phật ấy tìm cầu khắp mười phương thật không thể được. Lại tất cả pháp đều thuận với pháp Phật. Thế nên pháp Phật tức là tất cả pháp. Nếu tìm cầu tất cả pháp như thật thì cũng không thể được. Đối với toán số và không phải toán số, bình đẳng siêu việt không có một phần nhỏ nào, đây gọi là không có pháp, cũng không phải không pháp. Nếu có thể biết rõ pháp và phi pháp, thì không chấp trước vào pháp này, lại cũng không chấp trước vào nghĩa của pháp này. Nếu chấp trước vào nghĩa thì không phải là cái lợi đại nghĩa. Nếu lại đối với nghĩa không phải nghĩa thì đều không chỗ trụ. Giả như thấy được nghĩa ấy, nhưng trí lại vô ngại. Nếu trí vô ngại tức là không biên tế, nếu không biến kế, thì không có đối tượng. Nếu không có đối tượng thì không chỗ trụ. Nếu không chỗ trụ thì không gián đoạn. Nếu không gián đoạn thì không hư tác. Nếu không hư tác thì không mê loạn. Nếu không mê loạn thì không có ngã, ngã sở. Nếu không có ngã, ngã sở thì không tranh luận. Nếu không tranh luận thì là pháp sa môn. Nếu không tranh luận thì là pháp sa môn, tức là dụ hư không ấy bằng phẳng như lòng bàn tay. Nếu dụ hư không ấy bằng phẳng như lòng bàn tay thì không đọa vào dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu không đọa vào tất cả chỗ thì không có hình sắc và không hiện sắc, cũng không phần vị. Nếu không hình sắc, không hiện sắc và không phần vị thì tùy thuận giác ngộ như vậy. Nếu có thể tùy thuận như vậy thì tùy chỗ giác ngộ như vậy. Sao gọi là tùy thuận giác ngộ và tùy chỗ giác ngộ? Nghĩa là nếu biết rõ pháp cực vi ấy đều không thể được, thì đó là tùy thuận giác ngộ và chỗ giác ngộ. Phải nên hiểu rõ điều đó một cách bình đẳng, thì có khả năng thành tựu pháp hy hữu của Đại Bồ Tát. Sao gọi là pháp hy hữu của Đại Bồ Tát? Nghĩa là đối với từ không ngã, bi không chúng sinh, hỷ không tội giả, xả không bổ đặc giả là bố thí không bị hối, cùng với tâm trì giới sinh tâm tịch tỉnh, nhỏ nhục phát sinh tâm vô tận, tinh tấn phát sinh tâm tối thượng, thiền định lìa tâm tán loạn, tuệ thù thắng không có hí luận,
Niệm xứ, không niệm xứ, tâm tác ý, chánh đoạn tùy, tâm sinh diệt, thân túc lìa tâm hy hí. Đối với tính tấn niệm định tuệ khởi tâm vô ngại tự nhiên hiểu rõ bình đẳng, năm căn năm lực như vậy khởi tâm khuất phục không tổn hoại. Đối với bảy giác chi khởi tâm phân biệt bồ đề. Đối với tám thánh đạo khởi tâm quán sát chánh giải. Đối với samatha khởi tâm bình đẳng. Đối với tỳ bát xá na phát khởi tâm hy hữu, biết hết quán sát thánh đế, thành thục hữu tình, phát khởi bản tâm thanh tịnh. Đối với pháp giới nhiếp thọ chánh pháp, tâm không tạp loạn. Đối với pháp vô sinh, khởi tâm bất khả đắc. Đối với địa vị không thoái chuyển, khởi tâm chuyển không chuyển. Đối với tướng được khởi tâm vô tướng, trang nghiêm bồ đề đạo tràng, khởi tâm tùy thuận ba cõi, chế phục quần ma, khởi tâm nhiếp thọ hữu tình. Đối với bồ đề tự tánh các pháp, khởi tâm tùy thuận giác ngộ. Đối với chuyển pháp luân, khởi tâm không sợ chuyển. Đối với đại niết bàn, khởi tâm tùy hiện luân hồi tự tánh bình đẳng. Này Xá Lợi Tử, như vậy là ta đã nói Đại Bồ Tát. Đối với tùy thuận giác ngộ và chỗ giác ngộ, có khả năng thành tựu pháp hy hữu. Lần nữa này Xá Lợi Tử, sao gọi là thiền định? Nghĩa là Bồ Tát đối với thiền định không có nắm trước, có thể viên mãn tam ma địa của Như Lai, là không ham thích mùi vị thiền duyệt. Các Đại Bồ Tát tuy vui thích thân thể, nhưng không nắm trước. Đối với thiền định thường thích đại bi, vì lý do đó cho nên giữ lại các hoạt nhiễm, hoặc đối với thiền định thích đẳng trì không thoái chuyển, vì lý do đó cho nên nhàm chán dục giới. Là đối với thiền định thích tu thần thông nghiệp, vì lý do đó cho nên biết rõ tâm hạnh của tất cả hữu tình, đối với thiền định lại không lại thông đạt thực tế. Vì lý do đó cho nên tâm trí được tự tại, đối với thiền định được trí đẳng trí. Vì lý do đó cho nên bao trùm tất cả sắc vô sắc giới, đối với thiền định đạt được vắng lặng tối thượng. Vì lý do đó cho nên đối với thanh văn chuyên giác tam ma bát đệ thường cầu tăng trưởng, đối với thiền định lại không động loạn. Vì lý do đó cho nên trụ rút ráo tối thượng là đối với thiền định thường thực hành đối trị. Vì lý do đó cho nên không trụ tập khí tương tục, đối với thiền định được tuệ tối thắng. Vì lý do đó cho nên đệ nhất trong các thế gian là đối với thiền định trước hết là thông hiểu tâm ý của hữu tình. Vì lý do đó cho nên tối thượng trong các hữu tình là đối với thiền định thường được tự tại vui thích tam bảo. Vì lý do đó cho nên đạt được công đức vô tận của Như Lai là đối với thiền định được thù thắng tối cao. Vì lý do đó cho nên thường trụ tam ma hy đa là đối với thiền định được tự tại chuyển. Vì lý do đó cho nên có khả năng viên mãn tất cả sự nghiệp là đối với thiền định đều không lãnh thọ. Vì lý do đó cho nên được đại trí tuệ. Này Xá Lợi Tử, đó là thiền định của Đại Bồ Tát. Lần nữa này Xá Lợi Tử, thiền định Ba La Mật Đa lấy gì làm chính? Lấy tâm quyết định làm chính, lấy tâm nhất cảnh làm chính, lấy tâm không tán loạn làm chính, tâm an trụ làm chính, tâm samatha làm chính, tâm tamadhiya làm chính, lấy căn đẳng trì làm chính, lực đẳng trì làm chính, chánh đẳng đẳng trì làm chính, định giải thoát làm chính, chánh định tứ đệ làm chính, bất tương vi làm chính, thiện pháp làm chính, giúp phục phiền não oán tật làm chính, viên mãn tamadhiya uẩn làm chính, Bồ Tát tamadhiya làm chính, Phật tamadhiya làm chính. Này Xá Lợi Tử, pháp tịch tịnh như vậy gọi là Đại Bồ Tát thực hành hạnh thiền định Ba La Mật Đa làm chính. Khi ở Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại bằng cả rằng thiền định giải thoát Ba La Mật thường trong nhiều kiếp hành hạnh này, ý không đắm trước pháp thế gian, đó là tịnh chiếu tam ma địa. Nếu thông đạt các Ba La Mật như cung điện trang nghiêm tối thắng, hay có khả năng lìa dơ bẩn, đó là nguyệt quang tam ma địa, thành tựu vô ưu giới đức quang. Đối với các pháp tự tại chuyển, pháp này cao dũng như tu di, đó là pháp quang tam ma địa. Đối với pháp bảo địa trang nghiêm, chánh pháp tổng trì diệu thanh tịnh, tâm này hay xét tâm người khác, là trí chánh pháp chuyển tự tại, định hay bịa gậy các phiền não, như cờ cho võng không chướng ngại, giải thoát tối thắng trong mười lực, là tam ma địa phá ma lực, thắng không thể thắng đen tu di, hiệu là trí quang thanh tịnh nhãn. Nếu thường chấp tay khen lời hay, diệu trụ trì địa tam ma địa, vì hay hiểu rõ không vô tướng,
Vô nguyện tịch tỉnh địa cũng vậy. Pháp niệm công đức trí tự tại, chư Phật Tam Ma Địa vô biên. Rồng Tôn An Đà Sơ Tử Vương, hoặc đến hoặc đi thường an tịnh, nhãn lực thanh tịnh không lay động, định tên xa lìa các thứ tưởng. Kim Cang Định như Kim Cang Địa, cao hiển không động bằng tu di, âm thanh thanh tịnh vang tất cả. Tam Ma Địa xa lìa phiền não. Tất cả tướng công đức to lớn, cũng như hư không không ngàn mé, tăng trưởng đầy đủ trí niệm, tuệ niệm, biện tài tiếng nói đều vô tận, quan sát hữu tình khiến làm thiện, vô biên vô tận không tổn giảm, từ hai điều nhu bi thiện căn, cực nhập, cực hỷ, xả hai chướng, giải thoát kiên cố sinh hoan hỷ, như cờ kim cang thắng liên hoa, biện trí trí khoan đều không động, gọi là pháp nghĩa Tam Ma Địa, giải thoát vô biên biển ánh sáng, định tuệ Như Lai nguyện trang nghiêm, chánh giác vô thượng diệu tịch tỉnh, tên định bất động pháp điều phục, ánh sáng nguyện được cõi trang nghiêm, khiến ấy hữu tình đều hoan hỷ. Luôn luôn tùy thuận đạo chánh giác, trang nghiêm bảo kế ba la mật, nhanh chóng như chó không hạn cuộc, cũng như kho biển chứa các báu, thí chân cam lộ môn giải thoát, nở hoa bảy giác Tam Ma Địa. Nghĩa lại thần thâm diệu nhiếp thọ, thông đạt vô biên đều viên mãn, hiện khắp cảnh giới Phật như vậy, gọi là Tích Thạch Sơn Vương Định. Nếu tu thiền định ba la mật, a đủ cảnh giới định đẳng dẫn, Bồ Tát vô lượng môn công đức, đó là tịch tỉnh Tam Ma Địa, đối với đẳng dẫn tùy tác ý, nói ra điều gì đều pháp tác, cho đến đi ngồi trong ai ghi, như vậy luôn luôn không buông lung. Các pháp tịch tỉnh tối thắng này, không ngã, không nhân, không thọ giả, cũng không phân biệt, phi phân biệt, chỉ vô giới này lên bờ giác. Nếu tu thiền định ba la mật sẽ được biển công đức vô biên, các chúng Bồ Tát có trí tuệ phải nên thương xót các hữu tình. Phẩm 11. Tuệ thù thắng ba la mật đa. Phần 1. Này Xá Lợi Tử, sao gọi là tuệ thù thắng ba la mật đa của Đại Bồ Tát? Này Xá Lợi Tử, nếu Bồ Tát thực hành hạnh Bồ Tát không thoái chuyển, đối với chánh pháp tạng thù thắng nghĩa lợi phải thọ trì, đọc tụng, lắng nghe rốt ráo, khai thị rộng rãi, diễn nói cho mọi người, được tướng tuệ thù thắng. Tuệ thù thắng ấy sao gọi là tướng, sao gọi là phải nhập, nghĩa là đối với tướng tuệ thù thắng đã nghe tùy ý hiểu rõ. Lại nữa sao gọi là tướng đã nghe, nghĩa là tướng ham muốn, tướng ý nguyện, tướng khéo hòa hợp, tướng thiện tri thức, tướng biến hóa, tướng hồi hướng, tướng cao quý, tướng tôn trọng, tướng xoay bên phải, tướng hết sức tự tại, tướng thân cận, tướng không nghe ngoại cảnh, tướng thừa sự, tướng đắc ý, tướng không tán loạn, tướng như tướng cầu của báu, như tướng cầu thuốc thang, tướng diệt tất cả bệnh khổ, tướng niệm pháp khí, tướng thông đạt bồ đề, tướng đối trị giác ngộ, tướng nhập Phật trí, tướng nghe không nhàm chán, tướng tập pháp khí, tướng thấy rồi không hối hận, tướng thích gần đa văn, tướng khéo làm hoan hỷ lãnh hẹp, tướng toàn thân hoan hỷ, tướng tâm rất vui thích, tướng lắng nghe không mệt mỏi, tướng thích nghe chánh pháp, tướng thích nghe chánh hạnh, tướng thích nghe không xúc vô trí, tướng thích nghe ba la mật đa, tướng thích nghe chánh pháp bồ tát tạng, tướng thích nghe nhiếp sự, tướng thích nghe phương tiện khéo léo, tướng thích nghe phạm hạnh, tướng thích nghe thần thông, tướng thích nghe bốn niệm xứ, tướng thích nghe bốn chánh đoạn, tướng thích nghe bốn thần túc, tướng thích nghe 12 duyên sinh, tướng thích nghe do thường, khổ không, vô ngã, tịch tỉnh, tướng thích nghe không, vô tướng, vô nguyện, giải thoát, tướng thích nghe không thích tập căn hạnh bất thiện, tướng thích nghe thích tập hạnh thiện căn, tướng thích nghe sống một mình, tướng thích nghe chuyển pháp luân, tướng đối với tạp nhiễm mà không tưởng tán loạn, tướng điều phục tất cả tưởng phiền não, tướng hướng về người trí, tướng thân cận hiền thánh, tướng xa lì không luật nghi, tướng thích nghe thánh nhân, tướng thích nghe năm căn, tướng thích nghe tùy niệm quán sát, tướng thích nghe bảy giác chi, tướng thích nghe tám thánh đạo, tướng thích nghe mười lực, bốn vô sở ý, bốn vô lượng, 18 pháp bất cộng của Như Lai.
Này Xá Lợi Tử, đối với các điều đó, tức là văn, tu, tuệ, vì sao vì ham muốn chánh pháp Bồ Tát Tạng, khi nghe pháp rồi có khả năng biết rõ, biết rồi tu hành, nếu ý nguyện muốn lắng nghe chánh pháp Bồ Tát Tạng, khởi tâm hòa hợp, gần thiện tri thức, hoặc biến hóa, hoặc nhiếp thọ, hoặc xoay bên phải, hoặc hết sức tự tại. Nếu thân cận đa văn, không nghe ngoại cảnh, an trụ đa văn, sinh năng dũng mạnh tác ý, như tưởng mong cầu đồ báu, như tưởng mong cầu y vương, tiễn, tưởng diệt tham sân si, tưởng thọ trì, nếu thông đạt chỉ tố của các pháp và đối với ý vui, khiến ý tăng trưởng, lắng nghe lãnh thọ không nhàm chán, nghe bố thí rồi, hay phấn khởi mạnh mẽ bố thí, nghe nói trì giới rồi, hay hộ trì tình giới, nghe nói nhẫn nhục rồi, hay nhẫn nhục, nghe nói tinh tấn, rồi không có biến nhét, nghe nói thiền định, rồi không có tán loạn, nghe nói tuệ thù thắng, rồi tâm khởi tận hết lậu hoặc thích đa văn thù thắng. Nghe pháp rồi, thân tâm vui thích, nghe đại thừa rồi, lại sinh thắng dục. Nghe việc nhiếp thọ rồi, tâm hành nhiếp thọ. Nghe bốn niệm xứ rồi, thân thọ tâm pháp niệm trụ. Nghe bốn chánh đoạn rồi, liền diệt trừ bất thiện đã sinh, xả bỏ bất thiện chưa sinh, khiến tăng trưởng thiện căn đã sinh, khiến phát khởi thiện căn chưa sinh. Nghe nói lìa tranh cãi, thân tâm dục đều được khinh an. Nghe nói thiền định, tâm hành quyết định, nghe bốn vô lượng rồi, khởi đại từ đối với tất cả hữu tình, khởi tâm đại bi đối với những ai đắm trước, khởi đại hỷ đối với các chánh pháp, khởi đại xả đối với điều bất thiện. Nghe năm căn rồi, tâm hay thực hành hạnh tính tấn niệm định tuệ. Nghe bảy giác chi, tâm sinh giác ngộ tất cả các pháp. Nghe tám thánh đạo, khởi tâm hướng đến Niết Bàn. Nếu đối với mười lực bốn vô sở ý, bốn vô lượng, 18 pháp bất cộng của Như Lai cho đến vô lượng pháp Phật, nên học như vậy, phát tâm chánh đẳng chánh giác, khi đã nghe rồi mới có thể biết rõ, biết rồi mới có thể tu học. Này Xá Lợi Tử, như vậy là ta đã nói về các tướng đã nghe, tùy ý hiểu rõ, đó là Đại Bồ Tát thực hành, hạnh tuệ thù thắng Ba La Mật Đa. Lần nữa này Xá Lợi Tử, nếu Bồ Tát thực hành hạnh tuệ thù thắng Ba La Mật Đa thì mới có khả năng đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng, nghĩa lợi thù thắng, thọ trì độc tụng, lắng nghe, khai thị rộng rãi, giờ nói cho mọi người được các pháp chánh hạnh. Sao gọi là các pháp chánh hạnh? Nghĩa là đối với pháp này, như trên đã nói an lập chánh hạnh. Này Xá Lợi Tử, pháp chánh hạnh nghĩa là tùy thuận nhiếp thọ các pháp. Vì sao? Vì pháp không chấp trước, đó là đó tức là chánh hạnh. Nếu còn chấp trước thì không thể có. Đối với pháp Bồ Đạt Già La mà cầu xuất ly cũng không có điều đó. Đối với pháp Bồ Đạt Già La mà không có chấp trước thì gọi là chánh hạnh, được vô ngại hoặc việc này đương nhiên. Thế nên các vị tu hành đối với chánh pháp này tùy thuận nhiếp thọ không bị chướng ngại, đó là chánh hạnh. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, đối với các pháp và pháp tôn trọng mà không chấp giữ, không chấp không giữ, không sinh không diệt, và đối với các pháp như tùy thuận chánh lý cũng không chấp thủ, nói như vậy tức là chánh hạnh. Như nay ta nói không có một phần nhỏ nào, cũng không có sở kiến, không thấy, không chấp thủ. Như vậy là tướng các pháp. Sao gọi là tướng? Đó là có tướng không tướng. Vì sao? Vì tướng này không tướng nên gọi là không tướng. Là nửa tướng này đối với tất cả pháp đều không biết rõ. Không tướng này vốn không thấy, không giữ được. Như vậy tức là chánh hạnh. Cho nên đối với chánh hạnh này phải nên tu tập hiện chứng các pháp, không bị chướng ngại. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này, liền nói kể rằng đối với Bồ Tát Tạng quyết nên sinh quyết định, không nên sinh quyết định. Các người trí như vậy được an trụ chánh hạnh. Nếu đối với pháp này mà sinh ra chấp thủ và khởi chấp một bên, đó không phải chánh hạnh. Pháp tuy không thể được, nhưng chớ hiểu là không, huống là chánh diệu pháp. Không đồng với hư không, nếu pháp đồng hư không, thế gian không lãnh hội, do vì không lãnh hội nên không phải chánh hạnh, lại chánh diệu pháp này. Không thủ, không thủ, thế nên pháp phi pháp, không nên sinh chấp thủ, do không chấp thủ đó mới chánh là pháp tướng, hành tướng như thế đó mới gọi là chánh hạnh, lại chánh diệu pháp này, chưa từng có chấp trước.
tùy thuận mà biết rõ, không thể bị tổn hại, do không bị tổn hại, người trí không vinh vào. Hành tướng như thế ấy mới gọi là chánh hạnh. Lại nữa, các người trí trụ công đức thiểu dục đối với chánh pháp này, tương ưng khéo tu hành. Nếu an trụ các thiện, hành oai nghi chánh hạnh đối với chỗ hướng đến, tùy ứng được thanh tịnh, chỗ hướng đã thanh tịnh, biết chánh pháp như vậy, thì dù ở nơi nào, rõ tâm ý hữu tình. Lại nữa, các người trí biết rõ tâm ý rồi, đối hành tướng như vậy, hay tuyên nói chánh pháp, lại pháp thậm thâm này, thông đạt tán nghĩa đế, đối với nghĩa như vậy, thường đạt được quyết định. Lại nữa, các người trí đa văn như biển cả, do sâu rộng như vậy, hành vô lượng công đức, không mượn văn và nghĩa, hay thông đạt chánh lý, đối vô lượng văn nghĩa, được kiên cố bất động. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát thực hành hạnh tuệ thù thắng Ba La Mật Đa, đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng, nghĩa lợi thù thắng, nghe rồi diễn nói cho mọi người, đạt được tuệ thù thắng sáng suốt. Nó có khả năng diệt trừ các pháp vô minh tối tâm, mù mịt cản trở và mau chóng thành tựu tuệ quan thù thắng, biết rõ pháp như thật, thiện và bất thiện cho đến mạng chung, đoạn trừ rút ráo các pháp bất thiện, nghe các pháp thiện như đại giác ngộ và có khả năng tuyên nói pháp thiện vắng lặng. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên, liền nói kể rằng, ví như vào chỗ tối, các sắc tướng hiện tiền, mắt ấy không thể thấy, lượt sáng soi tối tâm, kiếp hiện tại như vậy, có người sinh tử kia, đối pháp thiện, bất thiện, không nghe cũng không biết. Vì do nghe pháp này, không gây ra tội lỗi, và trừ lợi phi nghĩa, mau chóng đến Niết Bàn. Thích thân cận thầy bạn, tăng trưởng thêm văn tuệ, nhờ tuệ thanh tịnh ấy, nên được nghĩa diệu lạc. Người trí nghe nghĩa ấy, thấy phi pháp xuất ly, đối tình pháp dụng mãnh, được diệu lạc thù thắng. Nếu đối Bồ Tát Tạng, nghe rồi trụ pháp tánh, ánh sáng chiếu thế gian, chân hành hạnh Bồ Đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 316. Phật thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển 34, phẩm 11, tuệ thù thắng Ba La Mật Đa phần 2. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát thực hành hạnh tuệ thù thắng Ba La Mật Đa, đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng nghĩa lợi thù thắng, ham muốn thanh tịnh, đối với người tọa trì độc tụng chánh pháp và nên phát khởi tưởng thiện tri thức, dũng mãnh tinh tấn, tâm chân chánh nhiếp thọ. Vì muốn phát khởi chánh nguyện và bốn chánh đoạn nên đối với tất cả pháp tướng không bị chướng ngại. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên liền nói kể rằng, tôn trọng thiện tri thức, được làm thầy nói pháp, khiến chúng nghe pháp ấy, thường trụ trong chánh hạnh, không tiếc thân mạng này, siêng năng càng tối thượng, an trụ trong thật trí, được thắng tuệ thanh tịnh, tự biết rõ chánh pháp, tịnh tính đều thông đạt, do giác ngộ xuất ly, như Phật rộng khai thị, cũng như các người trí, thông đạt văn cú nghĩa, thường tu hạnh thanh tịnh, giữ được các học vị, tất cả phần nhiễm tịnh đều không bị nhiễm trước, vì không bị nhiễm trước, đối pháp không bị giảm, do tinh tấn lạc dục, thân mau chóng khinh an, lắng nghe pháp này rồi, trí tăng không thất niệm, thường trụ vào trí niệm, rõ pháp thiện bất thiện, do học thừa tối thượng, thông đạt lực niệm tuệ, biết ý hữu tình ấy. Như ta trong nhiều kiếp, nhờ tu học pháp này, được thắng tuệ thanh tịnh, rõ ý hữu tình rồi, vì khai thị chánh pháp. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát đối với pháp môn tuệ thù thắng Ba La Mật Đa sáng suốt thanh tịnh vi diệu, và các thánh giả phát khởi chánh kiến, như lời Đức Phật dạy mà tu hành, học theo hai nhân chuyên, một là đạt được lời nói người khác, hai là tự tác ý. Nếu các Bồ Tát đối với hạnh tương ưng chánh pháp Bồ Tát Tạng này mà không thể lắng nghe, hoặc nghe rồi đối với pháp luật sâu xa Tam Ma Địa chỉ được một phần nhỏ, hoan hỷ cho đó là đủ, thì nên biết người ấy ôm lấy thân thường mạng, đọa vào lưới ma, đối với sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não, và tùy phiền não đắm trước năm dục lạc, luân hồi liên tục. Như Lai đem điều đó dạy cho các hữu tình, bởi vì hữu tình luôn xua dòng hữu lậu, không thể giải thoát.
Này Xá Lợi Tử, nếu có người thân cận pháp sư lắng nghe biết rõ được chánh pháp này, không tạo tội, xa lìa việc lợi phi nghĩa, tăng trưởng văn tuệ, thấy được niết bàn vi diệu, dũng mãnh thanh tịnh, đạt được cái vui thù thắng vi diệu, Đại Bồ Tát nên biết, người này đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng, pháp luật hy hữu nghĩa lợi thù thắng này, thọ trì đọc tụng cho đến lắng nghe diễn giải rộng rãi, chỉ dạy cho mọi người được hành tương ưng. Lại nữa này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát đối với chánh pháp Bồ Tát Tạng này mà không chịu lắng nghe, thì không thể đạt được ý tương ưng ấy. Như vậy, càng trái với thánh đạo, Đức Như Lai đem điều này để dạy cho hữu tình, đối với già chết, giải thoát, phải thường tác ý. Sao gọi là tác ý tương ưng? Nghĩa là Đại Bồ Tát này phải xa lìa tương ưng và không tương ưng. Đó là ý tương ưng. Đối với ý tương ưng không có khái niệm. Là nữa Bồ Tát ý tương ưng là đối với tiếng vang không thể phát khởi, các A-la-hán cũng không thể phát, nhưng lại biết rõ chỗ phát ra tiếng vang ấy không thể được. Đối với tiền tế hậu tế, tùy chỗ quán xét nên sinh chỗ nào, diệt chỗ nào, nếu thông đạt được tiếng vang đã nói quá khứ, thì quá khứ đã diệt. Nếu thông đạt tiếng vang đã nói vị lai, thì vị lai chưa đến. Nếu thông đạt tiếng vang đã nói hiện tại, thì hiện tại không dừng trụ. Như vậy đã nói, chưa nói và sẽ nói, tìm cầu khắp tất cả cũng không thể được, nên học ý tương ưng như vậy. Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát nên học ý tương ưng như vậy. Sao gọi là quán sát? Nghĩa là Bồ Tát này quán tự tánh của tất cả các pháp vốn diệt, quán tự thể của tất cả pháp vốn vắng lặng, quán tự tánh của tất cả pháp bình đẳng, quán tất cả pháp rốt ráo không sinh, quán tất cả pháp rốt ráo không khởi, quán tất cả pháp rốt ráo không tập, quán tất cả pháp rốt ráo không diệt. Lúc đó nói quán như thật cũng không phải sợ quán. Như vậy không phải sợ quán, không phải không sợ quán. Đó gọi là ý quán sát, nên học như vậy. Nếu có Bồ Tát đối với chánh pháp này mà còn nghi hoặc tối tâm, không thể hiểu, cho rằng pháp này không phải là môn giải thoát, đoạn mọi siêng năng dũng mãnh, không khởi thông đạt, ý không tương ưng với các điều đó. Lại nữa, đối với chánh pháp, pháp chánh kiến này, liền thấy như như, sao gọi là các pháp, tức là thấy như như, nghĩa là không thấy, không thấy như vậy, tức là không sinh khái niệm, không sinh khái niệm, tức là không tích tập. Sao gọi là không tích tập? Nghĩa là đối với khái niệm không có đối ngại, do vậy Như Lai nói, đã nói quán sát các hành, vô sinh vô tác. Đối với chánh kiến đã đạt được hạnh xuất ly chân chánh. Là nữa hạnh xuất ly chân chánh lấy gì làm nhân, nghĩa là tất cả pháp, tức là pháp Phật. Thế nên người muốn cầu hạnh xuất ly chân chánh thì phải thọ trì đọc tụng chánh pháp Bồ Tát Tạng, nghĩa lợi thù thắng, diễn nói cho mọi người, cho đến đối với chánh pháp này, được ý tương ưng, đó gọi là hạnh xuất ly chân chánh. Là nữa này Xá Lợi Tử, nếu Bồ Tát thực hành hạnh tuệ thù thắng ba la mật đa đối với pháp môn sáng suốt thanh tịnh vi diệu này, giác ngộ chánh niệm chánh thiện, đối với ý xứ quán sát ý sinh nhập giải. Những gì là ý xứ? Sao gọi là nhập giải? Nghĩa là Bồ Tát đối với tam ma địa, gia trì xứ, thì bát sa na, tầm từ xứ, hy vọng tối thượng xứ, tâm ham muốn xứ, liên tục không gián đoạn xứ, vô thường xứ, nhân duyên xứ, duyên sinh xứ, vô ngã vô nhân, vô thọ giả xứ, không trụ không thể không trụ, không khứ không thể không khứ xứ, không tập không hoại, nhân quả xứ, không vô tướng vô nguyện tập quán xứ, không phải không, không tướng không nguyện, sở thú xứ, tam ma địa tam ma bát đệ phát sinh xứ, thồng thông trí sở thủ xứ, không phải lậu tận xứ, quan sát vô sinh xứ, không phải hạnh xuất ly xứ, quan sát tất cả hữu tình, vô ngã xứ, không xả đại bi xứ, thấy sự sợ hãi của tất cả hữu, tất cả chúng sinh xứ, có tâm chấp trước xứ, xuất ly tham xứ, không lìa pháp tham, hiện hành xứ, bỏ năm thứ dục lạc xứ, không bỏ pháp vui xứ, lìa tất cả hỷ luận xứ. Không bỏ phương tiện khéo léo xứ, tất cả pháp như vậy đều hiểu rõ cả. Này Xá Lợi Tử, đó là ý xứ nhập giải. Lại nữa này Xá Lợi Tử, đối với ý xứ ấy, sẽ gọi là đạo chánh lý. Nghĩa là lấy ý là đạo, lấy môn là đạo, lấy diệu môn là đạo, lấy nhân là đạo, lấy hợp tập là đạo, lấy không trái nhau là đạo, lấy không tranh luận là đạo.
lấy xả là đạo, không nhập không phải không nhập là đạo, không hỷ luận là đạo, không hủy bán là đạo, không tăng là đạo, không giảm là đạo, không sinh là đạo, không thay đổi là đạo, không đối trị là đạo, chân như là đạo, thực tế là đạo, Như Lai là đạo, không sai khác là đạo, Như Như là đạo, ba đời bình đẳng là đạo, phân biệt không trụ sắc thọ tưởng hành tức là đạo, không trụ nhãn giới, sắc giới, nhãn tức giới là đạo, không trụ nhị giới, thanh giới, nhị thức giới là đạo, không trụ tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới là đạo, không trụ thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới là đạo, không trụ thân giới, xúc giới, thân thức giới là đạo, không trụ ý giới, pháp giới, ý thức giới là đạo, tùy thuận thắng nghĩa là đạo, tùy thuận chánh trí là đạo, tùy thuận liệu nghĩa khế kinh là đạo, tùy thuận chánh pháp là đạo. Này Xá Lợi Tử, đây gọi là đạo chánh lý. Đại Bồ Tát đem ý nhập giải đối với đạo chánh lý, cho nên quán sát không có đối tượng để quán sát, như thế là không phải quán sát, không phải không quán sát, đó gọi là ý quán sát. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát dùng ý tương ưng đối với chánh pháp này mà còn nghi hoặc thì pháp này không gọi là môn giải thoát. Đoàn các siêng năng dùng mảnh không khởi sự tăng trưởng tối thắng, không có thông đạt đối với ý ấy, đều không tương ưng. Nếu các hữu tình thấy đúng như vậy, tức là thấy như như. Sao gọi là thấy như như? Nghĩa là không thấy. Không thấy tức là không sinh khái niệm, cho đến không đối danh. Nói rộng như trước, đối với hạnh tuệ thù thắng Bồ Tát Tạng Ba La Mật Đa này, nên học như vậy. Lại nữa, đối với ý vô ngã, đối với tất cả pháp vô ngã cũng vậy. Nếu tất cả pháp là vô ngã thì đối với các hữu tình vô ngã cũng vậy. Quan sát như thế là ý quan sát ý. Lại luân hồi giới cùng với niết bàn giới tương ưng bình đẳng. Như vậy thể tánh phiền não cùng với thể tánh của tất cả pháp tương ưng ấy cùng với không tương ưng đều không đắm trước. Đối với ý quan sát được hiểu một cách thù thắng, cho đến Bồ Tát có tương ưng vô dư, gia trì tất cả hữu tình mà không xả bỏ, gia trì chánh pháp mà không trái nhau. Này Xá Lợi Tử, đây gọi là Đại Bồ Tát được đạt được tướng sở văn trí tương ưng. Đối với ý nhập giải quan sát như vậy, cái thấy như như ấy thắng tuệ bất động. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát thực hành hành tuệ thù thắng Ba La Mật Đa, được trụ tuệ thù thắng, nhưng không cùng với tất cả pháp hữu vi, nghĩa là không cùng với vô minh cho đến lão tử, là cùng với tác ca gia kiến cho đến gốc ngọn của 62 kiến, tám pháp thế gian, hoặc chê hoặc khen, đều không cùng chung với nhau. Năm uẩn 12 xứ, 18 giới, cho đến tất cả phan chuyên, đều không cùng với nhau. Lại đối với mạng, tăng thượng mạng, tà mạng, cho đến 20 tùy phiền não, đều không cùng với nhau. Lại đối với thượng, trung, hạ phẩm, hoặc thô, hoặc thế, cho đến tất cả phiền não, đều không cùng với nhau. Lại đối với si ám, tối tâm, chướng ngại, các thứ trói buộc, cho đến tất cả pháp hạ liệt, đều không cùng với nhau. Là đối với các loại phiền não, ma, quẩn ma, thiên ma, tử ma, cho đến tất cả ma nghiệp đều không cùng với nhau. Là đối với ngã nhân, chúng sinh, thọ giả, trưởng giả, sĩ phu, bồ đắc già la, y sinh nhơ đồng, cho đến tất cả ngã kiến đều không cùng với nhau. Là đối với nghiệp chướng, phiền não chướng, pháp chướng, kiến chướng, báo chướng, trí chướng, cho đến tất cả tập khí liên tục đều không cùng với nhau. Là đối với tướng chướng, suy nghĩ, phân biệt, thấy, nghe, hay, biết, các thứ trói buộc đều không cùng với nhau. Là đối với sân tham bố thí, hủy giới, trì giới, sân nhuế, nhẫn nhục, biến nhát, siêng năng, tán loạn, thiền định, ác tuệ, thắng tuệ, cho đến tất cả Ba La Mật Đa, có không đối trị, trí đúng, trí sai, đều không cùng với nhau. Là đối với hiềm tỷ, báo thù, thường, vô thường, thiện, ác, có tội, không tội, luân hồi, niết bàn, cho đến tất cả pháp tà đối trị đều không cùng với nhau. Là đối với tất cả pháp Phật, tất cả sát độ, tất cả hữu tình đều không cùng với nhau. Là đối với thắng nghĩa, thế tục, có trí, không trí, cho đến tướng tất ý của tất cả hữu tình đều không cùng với nhau. Là đối với thắng tuệ, thắng hạnh, thể tướng hữu vi, cho đến tất cả trụ tâm ý thức và tác giả làm ra đều không cùng với nhau. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát thực hành hành tuệ thù thắng Ba La Mật Đa, đối với vô lượng hành pháp hiểu vi như vậy, đều không cùng với nhau.
Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát thực hành hạnh tuệ thù thắng Ba La Mật Đa, đối với Bồ Tát Tạng có khả năng an trụ, dùng tuệ thù thắng lựa chọn tất cả pháp, cho nên đạt được 10 thứ thiện xảo: 1 uẩn thiện xảo, 2 giới thiện xảo, 3 xứ thiện xảo, 4 đế thiện xảo, 5 chánh tri thiện xảo, 6 tùy thuận thiện xảo, 7 tri thức thiện xảo, 8 bồ đề phần thiện xảo, 9 thánh đạo thiện xảo, 10 chuyên sinh thiện xảo. Sao gọi là uẩn thiện xảo? Nghĩa là năm uẩn như bọt nước, như bong bóng nổi trên mặt nước, như sóng nắng, như cây chuối, như huyễn, như mộng, như tiếng vang trong hang động, như hình bóng, như mây trôi, như bóng trong gương. Nó sắc uẩn cũng như bọt nước, nghĩa là bọt nước ấy không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không sĩ phô, không ý sinh, không do đồng. Nếu thọ tánh thế gian như vậy, thì thọ tánh của sắc uẩn cũng là như vậy. Đây là sắc uẩn thiện xảo. Thọ uẩn như bọt nước. Bọt nước ấy không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả, không ý sinh, không sĩ phô, không do đồng. Nếu thọ tánh thế gian như vậy, thì thọ tánh của thọ uẩn cũng như vậy. Đây gọi là thọ uẩn thiện xảo. Nói tưởng uẩn như sóng nắng. Sóng nắng ấy không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Đó là tưởng uẩn thiện xảo. Nói hành uẩn cũng như cây chuối. Cây chuối ấy không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Đó là hành uẩn thiện xảo. Nói thức uẩn cũng như huyễn. Cái huyễn ấy không có ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Đó là thức uẩn thiện xảo. Lại nữa, năm uẩn là cái tướng thế gian biến đổi hoại diệt trong sát na. Nếu thể tánh thế gian này như vậy, thì thể tánh của thế gian kia cũng như vậy. Sao gọi là thể tánh? Nghĩa là tánh khổ vô thường. Cái thể tánh uẩn kia cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, đây là Đại Bồ Tát thực hành hạnh tuệ thù thắng Ba La Mật Đa mới có khả năng đạt được các uẩn thiện xảo. Lại nữa, sao gọi là giới thiện xảo? Nghĩa là địa giới, tức pháp giới không có tướng thô rích, thủy giới tức là pháp giới không có tướng mềm mại, hỏa giới tức là pháp giới không có tướng lạnh nóng, phong giới tức là phong giới không có tướng động chuyển, nhãn giới, nhãn thức giới là pháp giới không có tướng ngắm nhìn, nhị thức giới tức là pháp giới không có tướng tiếng vọng lại, tỷ thức tức là pháp giới không có tướng người hương, thiệt thức giới tức là pháp giới không có tướng phân biệt vị, thân thức giới tức là pháp giới không có tướng giác xúc, ý thức giới tức pháp giới không có tướng quán sát, tự thể như vậy, giới cùng pháp giới không hài không khác. Lại nữa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vốn không hai cũng không khác, luân hồi giới và niết bàn giới, vốn không hai cũng không khác, tất cả pháp giới của không giới này, vốn không hai cũng không khác. Do vì tánh không, cho nên lìa phân biệt, không hai không khác. Do hiểu rõ giới hữu vi, nên hiểu rõ giới vô vi, cho đến nói vô lượng giới như vậy là lựa chọn hiểu rõ. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát đối với hạnh tuệ thù thắng Ba La Mật Đa đã được các giới thiện xảo. Lại nữa, sao gọi là xứ thiện xảo? Nghĩa là nhãn xứ vốn không và nhĩ tỷ thiệt tân ý xứ vốn không. Các căn ấy không có ngã, cũng không có ngã sở. Bồ Tát đối với thể tánh của nhãn như vậy cho đến thể tánh của ý hiểu rõ như thật, tức là không có chỗ lựa chọn. Không có chủng loại lựa chọn, không lựa chọn thiện, không đối với pháp thiện, bất thiện, không có hai tướng chuyển. Đó gọi là xứ thiện xảo. Xứ thiện xảo nghĩa là nhãn xứ, sắc xứ, mắt thấy sắc sinh ra nhằm chán xa lìa. Nhằm chán xa lìa như vậy tức là không phải chánh hạnh. Lại nữa, nhị xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, y xứ, pháp xứ. Như vậy cho đến ý thức mà sinh ra nhàm chán xa lìa. Nhàm chán xa lìa tức không phải chánh hạnh. Là nói đối Bồ Tát đối với thánh đạo xứ, không phải thánh đạo xứ, đều hay tích tập chứng thành đại bi. Đối với các hiểm nạn, không phải là thánh đạo xứ, khiến các hữu tình trù vào chánh đạo. Đối với thánh đạo xứ ấy cũng không xả bỏ. Này Xá Lợi Tử, đây là Đại Bồ Tát thực hành hạnh tuệ thù thắng Ba La Mật Đa, nên đạt được các xứ thiện xảo.
Là nữa sao gọi là nhập giải đế thiện xảo? Đế thiện xảo này là có bốn thứ, đó là khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Sao gọi là khổ trí? Là không khởi quẩn, đó là khổ trí. Sao gọi là tập trí? Là lìa tập ái, đó là tập trí. Sao gọi là diệt trí? Là diệt rồi không sinh lại, đó là diệt trí. Sao gọi là đạo trí? Là có khả năng đạt được pháp bình đẳng và không bình đẳng, đó là đạo trí. Nếu Bồ Tát đối với bốn đế trí tuệ như vậy mà không tác chứng việc thành tục hữu tình thì đó là đế thiện xảo. Là nơi đế thiện xảo là có ba thứ, đó là thế tục đế, thắng nghĩa đế và tướng đế. Sao gọi là tục đế? Là các thứ tưởng tượng, âm thanh, lời nói, văn tự cho đến mọi việc làm của thế gian, đó gọi là thế tục đế. Sao gọi là thắng nghĩa đế? Là tâm không sợ duyên, huống là có văn tự, đó là thắng nghĩa đế. Sao gọi là tướng đế? Là các tướng, một tướng, không tướng, đó là tướng đế. Bồ Tát đối với thế tục đế nói không biết mệt mỏi, đối với thắng nghĩa đế không mất chánh hạnh, đối với tướng đế tùy thuận vô tướng là tướng chân thật. Đây là Bồ Tát đối với đế thiện xảo. Lại nữa, nhất đế này không có hai thứ, nghĩa là tịch đế, thật là nhất đế. Đối với bình đẳng và không bình đẳng đều có khả năng tùy chuyển tác dụng chân thật vi diệu, đạt được đế thiện xảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển thứ 34 hết.